Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay gia đình cô Dương Thị Thúy và hai con là Dương Thanh Tùng và Vương Thanh Lâm ở tỉnh Hậu Giang phát tâm trong sạch cúng dường tịnh tài 20 triệu và cúng dường những thực phẩm này đến chư đại đức tăng. Kính mong chư đại đức tăng từ bi thọ dụng những thực phẩm và phương tiện tịnh tài này. Cầu xin quý ngài phúc chúc phước báo và tụng kinh an lành cho gia đình cô Dương Thị Thúy và hai con là Vương Thanh Tùng và Vương Thanh Lâm để ngăn ngừa và tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, con kính trình đến chư tôn đức tăng được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.